喜欢吗？Thích không? Hy vọng tôi không hù cô. Làm bạn gái tôi nhé. Cô không thích. Rốt cuộc là cô đồng ý hay không? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô chưa từng nghĩ sao? Ý tôi là tôi không nghĩ nó nhanh đến vậy. Lập Tuyết, quả thật không giấu, từ khi tôi mất đi người bạn gái trước, một thời gian rất dài đó, tôi không động lòng với bất kỳ người con gái nào. Tôi cũng từng có thời gian sợ bản thân có phải sẽ không yêu được nữa. Nhưng cho đến khi tôi gặp được em, em khiến cho tôi có cảm giác động lòng, cũng có cảm giác yêu một người. Thế nên em đã cho tôi mạng sống thứ hai này. Làm bạn gái tôi nhé, để tôi có thể dùng cuộc đời của tôi chăm sóc cho em được chứ. Thiên Hành, thật ra thời gian chúng ta quen nhau không phải rất dài. Đương nhiên, thời gian này, sự chăm sóc ân cần của anh dành cho tôi, tôi đều cảm nhận được. Tôi thật sự rất cảm ơn anh. Anh là một người tốt. So với tất cả quân nhân từ trước đây tôi từng gặp đều không giống họ. Vì vậy, em vẫn không đồng ý. Tôi muốn nói, chúng ta bắt đầu từ cái cơ bản nhất. Cơ bản nhất. Đúng, em nói đúng, Lập Tuyết. Chúng ta nên bắt đầu từ những điều hẹn hò cơ bản nhất. Em nói quá đúng. Thật ngại quá, vừa rồi tôi quá kích động, xin lỗi. Không sao. Tối nay những thứ anh chuẩn bị cho rất là đẹp, tôi rất thích. Chỉ cần em thích, tôi làm gì cũng được. Vậy tôi về trước đây. Phải rồi, không còn sớm nữa. Em nên nghỉ sớm đi. Vậy tôi đi đây. Đúng rồi, ngày mai tôi đến đón em. Được, nghỉ sớm đi nhé. Làm gì vậy? Cảm ơn ông trời.
có thể cho anh quen biết em, còn cho chúng ta thành vợ chồng của nhau. Anh sẽ trân trọng tình cảm này. Cho dù trước đây thế nào, sau này có ra sao, anh thề sẽ luôn chung thủy với Ngân Xuân. Trái tim anh đã giao cho em rồi, anh cũng sẽ giữ gìn trái tim em. Đồng ý với tôi là bạn gái tôi nhé. Để tôi dùng cả đời này chăm sóc cho em được chứ? Chị đừng có đi tới đi lui nữa, mau giúp em nghĩ cách đi. Chưa gì đã tỏ tình, xem ra Trương Thiên Thành này có ý với em thật rồi. Ừ, em cũng không ngờ lại nhanh như thế. Anh ta bày tỏ với em, ít ra vụ này thì cũng có tiến triển mới. Lúc đó em cũng không nghĩ ra cách, nên đành nhận lời. Em làm đúng, Trương Thiên Thành tỏ tình với em, đây là chuyện tốt. Nhưng em không muốn phát triển gì thêm với anh ta hết. Kẻ thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, thời khắc quan trọng phải dám liều mình. Không lẽ em chỉ có duy nhất một cách này mới có thể hành thích Trương Lan Hải sao? Em nghĩ kỹ xem, ở bên cạnh Trương Lan Hải có bao nhiêu là thủ vệ, giả lại bản thân hắn cũng hết sức cẩn thận dè chừng. Những phái trước khi chống đối hắn đã lên kế hoạch, bao nhiêu vụ ám sát đều không thành. Người bình thường rất khó có tiếp cận hắn, cho nên chúng ta phải hy sinh rất nhiều mới có thể đổi lại được cơ hội để tiếp cận hắn. Nhưng không có nhân gì hết. Em hãy nhớ, bây giờ không chỉ có một mình em mà còn có cả Thông Tấn xã. Nếu bây giờ em bỏ cuộc thì tất cả nỗ lực của chúng ta trước đều đổ bể. Được rồi, chị hiểu em. Em không muốn bán đứng mình, nhưng trên thế giới này em không bỏ ra thì sẽ không có thu hoạch. Trương Thiên Thành tỏ tình với em, đó là mục đích kế hoạch của chúng ta. Bây giờ nó chứng tỏ chúng ta đã xích gần tới thành công hơn chút rồi. Em không được có ý nghĩ gì khác. Mục tiêu của em chính là chiếm được lòng tin của Trương Thiên Thành, tiếp cận Trương Lăng Hải, sau đó giết chết hắn. Bây giờ Trương Thiên Thành hắn đã là rất tin tưởng em, nên hắn mới dám tỏ tình với em. Việc em cần làm là tiến sâu hơn nữa, chiếm được thiện cảm của hắn. Còn tiến sâu hơn nữa, đến cả tiếp theo hắn định làm gì em cũng không biết. Trương Lăng Hải làm gì không quan trọng, quan trọng là bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì mới là quan trọng nhất. Em hiểu không? Mời thiếu gia. Cô, anh, chị dâu, Thiên Hành. Thiên Hành, vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Má Dương, chuẩn bị bát đũa. Không cần đâu má Dương à, em ăn rồi. Hôm nay em đến là có mấy lời muốn nói riêng với anh. Nghiêm trọng vậy à? Mặt còn rõ nghiêm chỉnh. Mấy người ra ngoài trước đi. Vâng. Vậy hai người nói chuyện đi nhé. Anh à, nhiệm vụ ở Trần Gia Câu em đã không hoàn thành. Em, anh đã bảo rồi mà, là Ân Tiếu Thiên vô dụng, anh đâu có trách em. Em không phải là nói chuyện này. Nếu như em nhớ không nhầm, thì trước khi đi anh có bảo em là người khác cướp đồ của chúng ta. Nhưng sao em lại thấy thực chất là chúng ta đang cướp đồ của người khác? Cái gậy đầu rồng đó rốt cuộc là thuộc về ai? Vụ án Chu Gia ở huyện Chính Long bị diệt môn là do ai làm? Cả tên Ân Tiếu Thiên kia, hắn rõ ràng là tên ác bá giang hồ, giết người phóng hỏa. Tại sao anh trọng dụng loại người đó chứ? Thiên Hành, khí chất thư sinh của em nặng quá rồi. Em biết đấy, những quân nhân thích hỏi tại sao là không đạt chuẩn đâu. Quân nhân coi phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, không hỏi tại sao. Huống hồ, binh bất yếm trá, mọi chuyện chỉ nhìn vào thành bại, không xét thủ đoạn.
Đó là kiến thức cơ bản, em biết đó là kiến thức cơ bản. Nhưng quân nhân cũng là người, đã là người thì phải có nguyên tắc làm người chứ. Vậy được, anh cho em biết. Nguyên tắc cơ bản của anh chính là không có nguyên tắc. Anh à, bằng không anh cũng đã không sống được đến bây giờ. Trở về vấn đề của em lúc nãy. Thứ nhất, gậy đầu rồng là vật không chủ, ai cướp được thì của người đấy. Thứ hai, chu gia của huyện Chính Long là do anh giết. Thứ ba, trọng dụng ân tiếu thiên là vì hắn có tác dụng với anh. Đợi đến khi hắn vô dụng, tự ác sẽ có người thay thế hắn. Còn chuyện gì nữa không? Anh bây giờ nghĩ không thông chứ gì? Không phải vội, dần già sẽ hiểu ra thôi. Có những chuyện anh không nên giấu em, nhưng cũng đều để tốt cho em thôi. Tốt cho em. Anh, em thật sự nghĩ không thông. Nếu thật sự làm theo những gì anh nói trước đó, đừng thấy em chỉ có một liên quân. Trịnh Thế Khang, Trần Thanh Viên, Chu Phiêu Chuột chung tay với nhau, trong mắt em chẳng đáng là gì. Em có đến trăm cách có thể cướp được gậy đầu rồng, nhưng anh từ lâu đã biết, với sự thông minh tài trí của em, mấy người kia vốn dĩ không phải đối thủ của em. Em chỉ là nhiều nguyên tắc quá, bỏ lỡ mấy lần cơ hội ở Trần Gia Câu. Anh biết chứ. May mà anh cũng chỉ định cho em rèn luyện thôi. Nếu không có việc gì khác thì ra ngoài đi. Anh à, em nghĩ là chúng ta không thể tiếp tục thế này nữa. Anh hãy cứ nghĩ thêm đi. Có gì mà phải nghĩ? Bây giờ em là quân nhân, không còn là học sinh trong trường nữa. Đi ra đi, anh phục tùng mệnh lệnh. Dân, khoan đã. Đội mũ nghiêm chỉnh vào. Em xem em nhất biểu nhân tài thế này, bộ quân trang này mặc trên người em vừa vặn đẹp. Nhìn bộ dạng của em bây giờ, anh cũng coi như không hổ thẹn với anh linh của cha mẹ trên trời rồi. Phải rồi, mấy công việc thường vụ trong quân đội em phải giúp anh quản lý cho tốt. Người khác không có bản lĩnh đó đâu. Vụ gãy đầu rồng em không cần phải bận tâm nữa. Sớm muộn nó cũng là của anh. Đi đi. Anh cứ nên suy nghĩ lại đi. Thiên hạnh, anh đang ăn cơm đấy. Đi đi, đi đi. Phiêu Dật, việc có mấy người tôi biết cả rồi. Đúng là khổ cho cậu quá. Cha cậu đúng là một vị anh hùng. Tôi với tư cách là bạn của anh ấy cảm thấy rất đau lòng. Trưởng quan Lưu, được gặp người bạn của cha tôi khi còn sống đúng là tuyệt lắm. Tôi và cha cậu đâu chỉ là bạn, chúng tôi từng cùng nhau phụ trách nhiệm vụ gãy đầu rồng. Thật à? Thế thì tốt quá rồi. Thú thật là tôi rất hổ thẹn những việc cha tôi làm. Những gì tôi biết quả thật quá ít. Hơn nữa vụ gãy đầu rồng, ông ấy cũng chưa bao giờ nói cho tôi biết cả. Cho nên đến tận giờ tôi vẫn ù ù cà cạc. Trưởng quán Lưu, có thể nói cho tôi biết là những gì ông biết không? Thiêu Dật, đây là nguyện vọng của cha cậu khi còn sống. Dù cậu không hỏi tôi cũng phải nói cho cậu biết. Gậy đầu rồng là một khoáng vàng vào thời kỳ Mãn Thanh. Người Hoa trên toàn cầu đã thu thập để lật đổ Triều Thanh. Do không tiện giao trực tiếp cho lãnh đạo cách mạng nên đã dùng một phương pháp vô cùng ẩn mật, vận chuyển về nước giấu trong núi sâu. Để đề phòng kho báu này bị người ngoài phát hiện, đám nhân sĩ yêu nước này đã thiết kế ra mật mã và chìa khóa. Mật mã chìa khóa. Đúng. Mật mã cần đến một chuỗi số mới có thể mở ra.
Còn chiếc chìa khóa đó chính là gậy đầu rồng. Ngoài ra còn có một tấm bản đồ. Họ đã lần lượt giao bản đồ, gậy đầu rồng và mật mã cho ba nhân sĩ cách mạng, nhờ họ đem số vật phẩm này giao cho lãnh tụ cách mạng. Lúc đó tôi đã phụ trách tiếp ứng với người liên lạc của họ. Không ngờ vào hôm nhiệm vụ sắp thành công lại gặp chuyện. Hóa ra là vậy. Vụ gậy đầu rồng chính là chìa khóa thì tôi biết, nhưng mà mật mã và bản đồ thì mất rồi. Sao? Cậu không biết mật mã và bản đồ? Thường Bình Quynh là thế này. Khả Phát Quynh biết Trương Lăng Hải vẫn luôn nhăm nhe kho báo này, nên đã tách mật mã và bản đồ ra, thiết kế thành bản vẽ phức tạp. Vậy à? Thế còn mật mã đã phá giải được chưa? Thiết kế của cha quá phức tạp, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa phá giải được. Thật không ngờ vì chuyện này mà cha cậu bỏ bao nhiêu công sức như vậy. Trưởng quán Lưu, tôi muốn nhờ ấp giúp chúng tôi liên lạc với cách mạng quân. Tôi muốn giao long đầu trưởng cho Dương Hưng nhanh nhất, thay cha tôi hoàn thành ý nguyện. Hiện giờ Trương Lăng Hải vì tranh đoạt long đầu trưởng đã đến mức không từ thủ đoạn để tránh đêm dài lắm mộng. Tôi thấy phải nhanh chóng tìm được Dương Hưng. Minh thương dễ tránh, án tiễn khó phòng. Nhưng mà mọi người cũng không phải lo lắng quá. Quốc thuộc quán của tôi thuộc Tổng Tư lệnh Tây Bắc Quân Tào Thế Khôn. Luận quân lực ông ấy và Trương Lăng Hải thế lực cân bằng, ai cũng không dám chọc ai. Nếu như vậy, chúng tôi có thể an tâm một chút rồi. Mọi người cứ ở chỗ tôi nghỉ ngơi một thời gian. Tôi sẽ nhanh chóng bố trí cho hai người gặp tướng quân Dương Hưng. Nào, mời bên này. Mời. Mời ngồi. Dân Phổ Phương Quân, anh nhất định có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Lưu quán trưởng, giờ nãy có phiêu vật, tôi thật sự không tiện nói. Mọi người luôn tưởng rằng phiêu vật là con trai của Khả Phát Quynh, đúng không? Đúng. Thật ra không phải. Anh là người đáng tin nhất, tôi sẽ nói thẳng. Cha đẻ của phiêu vật là Chu Tử Nam, không phải Chu Khả Phát. Mã Ninh Nhi mới là con đẻ của Chu Khả Phát. Cái này quá ra phiêu vật là con trai của Tử Nam. Khả Phát vẫn luôn giữ kín như bưng. Như vậy có thể cũng là bảo vệ hai đứa trẻ. Đúng vậy. Phổ Phương Quynh, Khả Phát Quynh có từng nhắc với anh chúng tôi còn có một vị Quynh đệ tên là Liễu Hoài Dân, anh ấy còn có người nhà hay hậu nhân không? Có một cô con gái, nhưng đáng tiếc là mẹ con họ đã không còn nữa. Lưu quán trưởng, Tào đại soái có chuyện muốn tìm. Được, nói với ông ấy là tôi sẽ qua ngay. Được. Được rồi Lưu quán trưởng, công việc quan trọng, chuyện Hoài Dân chúng ta sau này bàn. Được. Vậy sau này nói. Tôi đi trước đây. Được. Con trai Chu Khả Phát Chu Phiêu Dật đã đến, muốn giao long đầu trưởng cho Dương Hưng, xin ra chỉ thị. Bán báo, bán báo đây. Báo đây, mua một tờ báo đi. Được. Bán báo, bán báo. Cho tôi một tờ dân, xin hỏi chút địa chỉ này đi thế nào ạ? À? Tam Ưng Trà Lâu, đi thẳng. Sau đó rẽ trái rồi rẽ phải. Đại khái đi tầm 4 dặm, 4 dặm, đúng. Ở bên cạnh có một tủ lâu, ở bên trên có một bảng hiệu màu đỏ. Cảm ơn.
Khách quan, đến rồi uống trà đi. Trưởng quỹ, tôi đại hồng bào 4 tiền. Được rồi, mời khách quan vào trong. Tiểu nhị trong quán nhé. Được ạ, mời. Khách quan, mời bên này. Nào, bên này. Mời. Khách quan, ngồi bên này ạ. Cậu ngồi đây lát. Tôi đi chút rồi về, được. Má Ninh Nhi, quả nhiên không khiến tôi thất vọng. Nghe nói chiếc quan âm ở đây không tệ, có cần thưởng thức không? Căng thẳng cái gì? Sau này, chỗ này chính là nơi gặp mặt bí mật của chúng ta. Thượng Hải không nhiều quy tắc như Thái Cực Môn các cậu đâu. Ngồi đi. Bây giờ chúng tôi đến Thượng Hải rồi, có dự định gì? Chu Phiêu Dật cầm long đầu trưởng đến làm gì? Dự định giao cho ai? Chu Phiêu Dật muốn đem long đầu trưởng giao cho Dương Hưng của quân cách mạng. Quân cách mạng nếu như lấy được long đầu trưởng, có được kho báu, lại càng bất lợi cho đại soái. Xem ra Chu Phiêu Dật này không thể giữ lại được. Chu Phiêu Dật hiện giờ ở quốc thuật quán, cũng không ra ngoài, cả ngày đều luyện công. Chu Phiêu Dật này trước đây ở Trần Gia Câu, chúng ta không làm gì được hắn. Nhưng đến bến Thượng Hải thì khác, chúng ta hoàn toàn có thể loại trừ Chu Phiêu Dật lấy long đầu trưởng. Cậu có cách à? Quốc thuật quán bé như vậy, ngày nào cũng có người ra vào. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm cơ hội trà trộn vào, dớ dẫn. Quốc thuật quán là của quân Tây Bắc, còn nhận được ủng hộ tài chánh nhiều nơi. Cho dù trà trộn vào được thì sao? Hình thế Thượng Hải phức tạp, nếu ngộ nhỡ thất thủ, vậy rắc rối lớn rồi. Nếu Châu Phiêu Dật trốn ở quốc thuật quán, vậy phái người giám sát, có thể Dương Hưng còn xuất hiện nữa. Một mũi tên trúng hai đích, không những có thể lấy long đầu trưởng, còn có thể bắt Dương Hưng, chắc chắn thành công lớn. Bây giờ tôi theo Chu Phiêu Dật ở quốc thuật quán. Nếu như muốn tấn công quốc thuật quán, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà cho dù lấy được long đầu trưởng, cũng chưa chắc lấy được kho báu. Ý cậu là gì? Tôi đã thăm dò lương thị duyên khổ của sư phụ tôi, hình như là có liên quan đến kho báu. Hơn nữa cũng quan trọng, như long đầu trưởng đều là chìa khóa tìm kho báu. Nói có lý. Tình báo này cậu nhất định phải nghe ngóng rõ. Cậu còn do dự gì? Nếu đã giao cho cậu làm, sẽ không bạc đãi cậu đâu. Tôi giúp các người lấy được long đầu trưởng, luôn cùng Chu Phiêu Dật, cũng làm không ít chuyện. Nhưng Ưng Trảo Công tôi chỉ hiểu chút. Tôi nghĩ đến lúc nên đem bí mật Ưng Trảo Công cụ thể hơn giao cho tôi rồi. Tôi còn tưởng chuyện gì. Được. Ưng Trảo Công cũng giống như hình quyền, chú trọng triêm y liệu mạch, phân gân khắc cốt, điểm quyệt bất khí. Mật quyết Ưng Trảo Công hoàn toàn nằm trong thủ trảo. Lúc dùng phải chú ý khoảng cách giữa ngón tay không được quá xa, để khí theo thần, đi theo đan điền. Lực do khí sinh mà sinh từ trưởng, động tĩnh tương nhân, nội ngoại tương hợp, bộ bộ tương y.
Cậu học được ứng trọng công của ta. Ta sẽ dạy cậu đọc môn tâm pháp.